Thời gian gần đây, người dân thôn Tân Lị, Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình đã có phản ánh với bản tin tài chính kinh doanh việc chính quyền địa phương đã nâng khống số lượng mét đường và cả giá xây dựng để tính tiền cho người dân phải đóng góp trong quá trình xây dựng đường liên thôn trong thôn của chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo quy định, thì chính quyền địa phương phải tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng nhằm mục đích giảm chi phí đóng góp cho dân. Thế nhưng có đến 60% các công trình này được chính quyền địa phương giao cho các nhà thầu xây dựng, gây độ chi phí lên rất lớn so với việc để người dân tự làm đường. Ngay sau khi nhận được phản ánh, thì phóng viên của bản tin tài chính kinh doanh đã có mặt tại Quảng Bình ghi nhận câu chuyện. Đoạn đường liên thôn của thôn Tân Lị, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình chỉ có chiều dài 590 mét, nhưng đã được lãnh đạo thôn, xã và cả nhà thầu nâng lên thành 1.000 mét. Mức giá 1.102.000 đồng 1 mét trong hợp đồng cao hơn tới 412.000 đồng so với giá quy định. Việc này đã làm cho mức đóng góp của người dân ở đây thay vì 300 đồng nay đã tăng lên 1.800.000 đồng mỗi người. Lỗi này trước hết thuộc về chủ tịch, thì xã cũng phải ai cũng đưa ra để chịu trách nhiệm đâu. Về mặt pháp lý, chủ tịch ký. Sau khi người dân lên tiếng để được tự thi công công trình của mình, thì giá mỗi mét đường đã giảm từ 1.102.000 đồng xuống còn 600.000 đồng, tức là giảm gần một nửa. Ông Lê Quốc Khánh, bí thư đảng ủy xã đã thừa nhận xã làm chủ đầu tư, lãnh đạo thôn lựa chọn nhà thầu và kiêm luôn việc giám sát. Trong khi 40% kinh phí của người dân đóng góp thì công xây dựng chiếm tới 15%. Nếu để người dân thi công, không chỉ giảm được số kinh phí này mà còn giảm thêm một phần kinh phí ngân sách hỗ trợ bằng tiền mặt. Từ việc tiết giảm 8 khâu dự toán chưa hợp lý, đơn cử như việc thay vì mua mới cốt pha thì họ đi thuê cốt pha, hay tiền giám sát công trình sẽ trả mất đồng nào khi mà tất cả người dân cùng đồng lòng tham gia xây dựng. Tính toán làm thế nào đó để là tiết kiệm đến cái mức mà dân đỡ đóng cái đồng tiền thì đến cái mức như vậy là được rồi. Như chất lượng công trình? Chất lượng công trình vẫn đảm bảo theo cái quy định của nhà nước. Có thể giảm được 25% tổng mức đầu tư nếu người dân tự thi công công trình. Thế nhưng lãnh đạo xã Tân Thủy cho biết, trong xã có đến 10 trên 12 thôn đã ký hợp đồng để công trình cho nhà thầu thi công. Và trong 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình có tới 60% công trình xây đường nông thôn đã được các xã giao cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, việc kiểm tra giám sát các công đoạn của công việc này như thế nào thì từ lãnh đạo xã cho đến huyện chỉ căn cứ trên những văn bản được thôn báo cáo, trong khi thôn lại được toàn quyền lựa chọn nhà thầu và kiêm luôn việc giám sát. Sở nói tất cả cái này là thôn họp và thôn đề nghị lên xã mới ký hợp đồng nhà thầu. Đây là anh Phan Quang Dũng, là anh báo cáo là như vậy. Liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình sau 10 cuộc điện thoại và 2 tin nhắn nhưng không có kết quả. Nhóm phóng viên đã đi gõ cửa từng phòng cho đến khi gặp được ông Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thì được biết tỉnh vẫn đang chờ huyện báo cáo. Đối tượng xã là huyện chỉ đạo. Huyện phải giá cáo huyện phải làm rõ việc đó, huyện chỉ đạo xã cho các tỉnh các cấp chỉ đạo xã như thế. Cái gì nó mới là do xã nó làm thì do huyện chỉ đạo. Theo phản ánh của người dân thôn Tân Lị, trong khi các đơn vị có trách nhiệm thì vẫn cứ đang chờ báo cáo, xã chờ thôn, huyện chờ xã, rồi tỉnh thì lại chờ huyện, thì chưa thấy đoàn thanh tra kiểm tra nào về làm rõ chuyện đóng góp của dân và hiệu quả thực sự của những con đường nông thôn mới. Sau khi báo chí vào cuộc, việc thu tiền xây đường của người dân đã tạm dừng lại, nhưng trước đó, những khoản thu tiền làm đường quá cao cũng đã khiến cho nhiều người và nhiều hộ gặp khó khăn.